con của cháu nhiều lắm. Và có một cái đặc biệt là cái duyên may nó lâu lắm nó mới tình cờ là hai bác cháu nó gặp nhau, và tôi sang bên Houston để làm một cái show cứu trợ cho đồng bào tị nạn từ bên New Orleans chạy sang Houston. Thì cháu cũng qua trình diễn đêm trung thu, thì tôi ở trong nhà hàng ăn chung với nghệ sĩ với ban tổ chức, thì tình cờ là cháu với mẹ cháu đi vào, thì cháu cứ là vì đã lâu, lúc mà cháu bác coi cháu thì những cái cuối năm cháu mới có 2-3 tuổi, nó nhỏ lắm thì bác không có nhận ra. Cái khi mà cháu tới thì cháu thanh danh, cháu chào bác Ngại, thì tôi cũng ngờ ngợ, tôi không biết nó là ai này. Con là Xuân Mai đây, con có nghe chuyện của bác, con có nghe băng đọc chuyện của bác hàng cháu. Cháu nghe được cả băng chuyện ma của bác à? Đó. Thì tôi mới nói là đây là một cái đứa bé nó quá đặc biệt. Mình đã coi bao nhiêu băng để coi trên truyền hình, chắc chắn là quý vị ở đây những gia đình có con em đều đã biết. Thành để ra tôi mới phone ngay cho trung tâm tiếng Nga và đề nghị trung tâm tiếng Nga mời cháu lên đây. Và bởi vì nhân dịp tết Tết thì nó thích hợp hơn là cháu diễn ở cái đại nhạc hội lớn. Thì hôm nay nhất là sự cuối Tết mà cô Tô Ngọc Thủy có ý hướng là muốn chuyển cái hướng để cho thế hệ trẻ ở đây nhớ lại tất cả những phong tục tập quán ngày Tết, giống như cô Kỳ Duyên được thưa với quý vị. Thành ra hôm nay thì mới có cháu Xuân Mai ở đây lần đầu tiên. Thì trước hết là bác thay mặt cho tất cả đại gia đình Thanh Nga chào đón cháu đến với trung tâm Thanh Nga. Và dù cháu dĩ nhiên là lúc nào bác cũng khuyến khích cháu học, cháu học rất là thông minh. Hiện cháu đang học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Con học lớp 5. Và bây giờ con học ở đâu? Dạ con học ở trường Tây Nguyên. Là bên Cali? Dạ. Hình như là trước đây bác có nhớ là cháu có ở bên Âu Châu một thời gian phải? Dạ con ở Âu Châu chừng khoảng 10 tháng. Thì cháu cũng nói được cả tiếng Pháp. Dạ. Dạ. Cháu tức là, thưa quý vị là cháu nói tiếng Anh, tiếng Việt thì nó y như nhau, nhưng mà cháu nói được cả tiếng Pháp. Thế còn tiếng gì cháu nói được nữa không? Tiếng Nhật, tiếng Hoa, nhưng mà bây giờ con phải nhớ cái tiếng Việt cái tai quên cho nói. Cái đầu nó còn giỏi hơn tôi nhiều lắm, chứa ở đâu ra tất cả mọi thứ ở trong đầu đó. Thì bác hy vọng rằng là mặc dầu bác khuyến khích cháu học để trở thành cái giấc mơ như cháu muốn, là cháu muốn làm là bác sĩ về nhi đồng để giúp các trẻ em, nhưng bác vẫn muốn là cháu tiếp tục hát để tất cả bao nhiêu các bạn trẻ khắp nơi mà vẫn yêu mến cái tài của cháu có dịp thưởng thức. Và biết đâu vì cái sự khuyến khích của cháu, vì cái hình ảnh của cháu là bao nhiêu thế hệ trẻ là có thể nối tiếp hát tiếng Việt như cháu. Cháu gửi lời chào các vị khán giả. Con cảm ơn mẹ, con xin cảm ơn các cô các chú rất nhiều. Chủ động đi vào nói lời nắng. Vâng thưa quý vị, phải nói thẳng là nhìn một cái hình ảnh em bé ở hải ngoại mà hát và nói tiếng Việt giỏi như vậy, chắc chắn là quý vị cũng như chúng tôi rất là xúc động. Và chúng ta mong muốn rằng là con em chúng ta sẽ có nhiều đứa trong cộng đồng vẫn có thể tiếp tục nói và hát như thế này. Và ít ra cái ngôn ngữ chúng ta còn, chúng ta mới có thể phổ biến được cái văn hóa và lưu truyền như thế. Đến nay nhân dịp ngày Tết có một tiết mục như thế này là một tiết mục đặc sắc. Và tiết mục kế tiếp đây chúng tôi cũng hân hạnh giới thiệu tới quý vị. Chúng tôi vẫn thường nói rằng là đối với người dân miền Nam chúng ta thì cái câu cải lương nó là cái huyết mạch của chúng ta. Cho nên là chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một màn tân cổ giao duyên, cánh thiệp đầu xuân của Lê Dinh phần tân nhạc và cổ nhạc của nhạc sĩ Hoàng Song Việt. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hương Lan.